Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong video ngày hôm nay thì Túc hướng dẫn anh em cập nhật cho anh em một cái trò chơi từ dự án Rocky Rabbit nha. Thì nó mới ra ngày hôm nay thôi, nó gọi là trứng phục sinh. Nhưng mà thực tế mà nói thì theo quan điểm cá nhân của mình nghĩ thì nó là thuộc cái như kiểu dạng ba cái thẻ biển ấy, hiểu nôm na như thế thôi. Nó gọi là hoa mỹ lên thành gọi là trứng phục sinh để cho nó hoa mỹ lên thôi. Thế thực tế mà nói để nó là ba cái thẻ biển để chúng ta nhận thêm là 1 triệu cái đồng boy rabbit anh em nha. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chi tiết cũng như cụ thể nhất để chúng ta nhận thêm là 1 triệu cái đồng rabbit nha. Còn ở cái phần trên này là cái phần như các video mình có chia sẻ với anh em đấy, cái ba cái mật mã đấy để chúng ta nhận là 2 triệu cái đồng Rocky Rabbit này, và một cái mã gọi là cái cụm mở cụm mật khẩu ấy để chúng ta nhận thêm 2,5 triệu nữa, và may mắn thì nhận được 2.5 tôn này. Vì cũng trong video này thì mình gộp vào mình làm hướng dẫn anh em một thẻ đi chứ. Đó thì nếu mà ngày nào mà mình rảnh ấy thì mình có video thì anh em có thể xem, còn nếu mà mình hàng ngày mình có thể bận hay là như nào đó mình sẽ đăng group thì anh em cứ áp dụng cái video này, tí nữa mình hướng dẫn thì anh em cứ phải áp dụng vào để anh em làm nhá. Anh em nhớ xem một cách chi tiết và cụ thể này. Ok, thì đối với những người mới chưa tham gia kèo Rocky Rabbit thì anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả để anh em xem kỹ video cũng như là tham gia cho mình một cuộc kèo khá là ổn đấy anh em ạ. Rồi, khi chúng ta kích vào đường link thì nó hiện ra giao diện như trên này. Đấy, chúng ta kích vào Rocky Rabbit này. Và trong đó chúng ta kích vào phần là ớt này cho mình này. Ớt thì phần điểm danh hàng ngày thì chúng ta sẽ vào điểm danh hàng ngày này. Rồi chúng ta kéo xuống này, chúng ta kích vào phần là mục là đây EA4 EGGS này, chúng ta kích vào để chúng ta nhận 1 triệu này. Ok đã, kích vào cho mình. Rồi sau đó thì nó hiện như vậy này. Đấy anh em có thể thấy không ạ? Đây hiện tại là cùng 11 giờ kết thúc này. Thì cái cụm mật khẩu ngày hôm nay là gì? Thì chúng ta sẽ kích phần Mille cho mình này. Ok đã. Trước tiên thì là con mình cũng có sổ ra đây này. Đây trước tiên là con Brefat này. Brefat thì chúng ta sẽ là quay sang đây. Chúng ta sẽ tìm Brefat này. Chúng ta sẽ click vào mục claim cho mình này. Rồi Brefat đây, anh em có thể thấy không ạ? Chúng ta kích thẳng vào cho mình này. Rồi, thì anh em có thể thấy là cái này là cái thẻ, mình gọi là cái thẻ đi, được chưa? Cái gọi là cái trứng này, cái trứng phục sinh này, kích vào cho mình này. Này, thì là được 1 trứng nha anh em nha. Rồi, cái trứng thứ hai thì chúng ta sẽ là tắt cái này đang ấn một tích tắt đang. Trứng thứ hai là rồi 1 trứng rồi, trứng thứ hai thì là chúng ta kéo xuống này. Chúng ta tìm cái mục đầu tướng thứ hai xem là của tướng thứ hai là tướng Ronin, tướng thứ hai là tướng Ronin nha anh em nha. Chúng ta sẽ tìm Ronin cho mình này, kéo xuống tìm Ronin là đây, Ronin anh em nha, kích vào cho mình, kích thẳng vào cho mình này. Rồi đây là tướng thứ hai nha, tướng thứ tim này, kích vào cho mình này. Rồi là 2 tướng nha anh em nha. Rồi tướng cuối cùng thì chúng ta sẽ là kích ở phần co cho mình này. Đó. Sau đó thì chúng ta kích cái phần là claim này, kích phần claim cho mình này. Đó. Rồi chúng ta sẽ vuốt xuống này, chúng ta tìm là tướng thứ hai này, đây tướng thứ hai anh em nha. À tướng cuối cùng này, tướng thứ ba, sorry anh em, đây tướng thứ ba này. F3 này, được chưa? Rồi, chúng ta kích cái phần tướng này, của tướng nó nằm góc trái màn hình cơ, đúng không ạ? Kích vào cho mình này. Ok. Đấy vậy là chúng ta hiện lên 3 quả tướng như vậy là chúng ta chúng ta kích phần claim cho mình. Thì hiện tại là 3 tướng này là còn 11 giờ nữa kết thúc nha. Kích vào claim này. Khá thơm đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta đi kích vào chúng ta đi sẽ giải cái ba cái cụm gọi là cái ba cái thẻ bí mật để chúng ta nhận 2 triệu đồng Rocky Rabbit nhá, đồng boy ấy, được chưa? Trước tiên thì mình có sổ ở đây này. Đây ba cái thẻ biển ngày hôm nay là creating. Chúng ta sẽ tìm creating cho mình đây. Thẻ đầu tiên, thẻ creating. Đây creating thì chúng ta kích ở phần đầu tiên này vào mục Venture này, chúng ta kéo xuống này. Creating. Đây, creating đây anh em ơi. Em kích vào trong success này, được chưa? Rồi và sẽ để lên cái thẻ đầu tiên này cho anh em này. Rồi bắt đầu là thẻ thứ hai là thẻ gì ạ? Thẻ thứ hai là Defense Server Charging, Defensive Charging, chúng ta quay sang chúng ta tìm này.
Rồi cái mục thẻ thứ hai là thẻ nó nằm ở phần qua này. Chúng ta kích cái phần upgrade này. Chúng ta kéo xuống này. Đấy, kéo xuống thì chúng ta tìm này. Đây, defend server charging này. Chúng ta kích cái phần cho success này. Được chưa? Rồi, sau đó thì đẩy lên đây. Và thẻ cuối cùng là chúng ta là làm phần claim này. Chúng ta kích vào cho mình này. Thẻ cuối cùng là thẻ thẻ gì nhỉ? Thẻ Charling Ba Lan, chúng ta sẽ tìm Charling Ba Lan cho mình này. Đó, Charling Ba Lan. Đây Charling Ba Lan này. Chúng ta kích phần cho success này. Ok. Rồi sau đó chúng ta kích phần check card cho mình này. Nha, rồi kích cái phần claim super set Brazil này. Ok nha, vậy chúng ta nhận 2 triệu nha. 2 triệu Rocky Rabbit Boy này. Rồi sau đó chúng ta kích phần Eligama này. Rồi, và chúng ta sẽ giải cái cụm mật khẩu này. Mật khẩu này để chúng ta nhận là 2 triệu 500 boy. Còn là 2 triệu 5 tôn thì may mắn sẽ nhận được. Đấy. Mình cũng có video khá đàng hoàng và cụ thể cho anh em rồi. Đấy, và con cụm mật khẩu này còn 3 tiếng nữa kết thúc này. Đây cụm mật khẩu đây mình có sắp ra đây. Một số 2 là một là Lati, 2 là rút này. Một là Lati, 2 là rút này. Đối người mới thì chúng ta kích và giữ cáo lên nhá. Lati đâu ạ? Rút này. Đúng không ạ? Lati rút này. 3 là Chu này, 4 là Gale này. 4 là Gale này, 3 là Chu này. Ngựa Chu TH đấy. 5 là Rocker, 7 là Theo, 6 là Theo. 5 là Rocker, Theo. Theo là 6 là Theo này. Rocker này. Rồi, 7 là gì ạ? 7 với 8 là gì ạ? 7 là cây, 8 là UFO. 7 là cây, 8 là UFO này. 7 là cây này, 8 là UFO này. Rồi, 9 là gì ạ? 9 là Rever, 10 là File. 9 là Rever, 10 là File, đổi ngược với nhau thôi. Rồi, 11 là gì ạ? 11 là Xe, Xe Pha. 12 là Pro, Pro, Pro. Rồi, chúng ta đổi ngược với nhau này. Rồi, chúng ta kích cái phần VD Data cho mình này. Rồi sau đó chúng ta kích cái phần claim Eligama Barizer này. Ok nhá. Vậy chúng ta nhận được rồi nhá. Rồi chúng ta claim rồi, chúng ta quay về chúng ta đào như thường lệ hàng ngày nhá. Đó, và chúng ta có thể là check in hàng ngày và nâng cấp cái thẻ lên để chúng ta nâng cái lợi nhuận mỗi giờ của anh em lên, đúng không ạ? Và 3 giờ chúng ta có thể kích vào một lần này. Ok ạ. Ở trong video này mình gửi tới anh em chúng ta nhận cái chứng phục sinh cũng như là cái thẻ bí ẩn và cụm mật khẩu đấy các thứ đấy thì mai mình sẽ đăng group của mình để anh em tiện anh em làm nha. Mai chắc là không ra video đâu, được chưa? Mình thì thường mới đăng group là nhiều, được chưa? Mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.